Nay giới thiệu các bạn một cái loa center cực kỳ khủng, phải nói là nó được xếp vào dòng high-end của Bauer Wirtgen. Đó là model CD CDM CNT. Thì dòng này nó có rất là đời, nhiều đời CDM, từ đời CDM1 NT 1SE đến 7NT, 7SE và 9NT. Còn cái CDM CNT là viết tắt của Center. Đây là một cái loa trung tâm, mà nó loa trung tâm thì bạn nào chơi mới biết nha, còn không chơi thì chẳng nghe nói ôi sao nó có một cái. Vì loa trung tâm là nó ở chính giữa và nó chịu trách nhiệm cho hệ thống lời cũng như phụ trợ cho cái dải cao. Cái loa này rất là hiếm, tại vì cái dòng màu seri màu vàng thì trên thị trường nhiều, nhưng mà màu đen gỗ lạng, cái này là gỗ lạng nhưng mà cái này gọi là gỗ gỗ tầng bì của nước Anh nên nó màu đen. Màng khơ la rất là đặc trưng của Bauer Wirtgen. Cái màng này là 16 bát 16.5. Đây là cái lưới thì chúng ta quay lại thì nó lộ ra cái logo đây đó, để như vậy nha. Loa chiều ngang là 46, chiều cao 30 và chiều sau là 29. Vừa rất là to nha. Nó nặng khoảng 10 15 kg, rất là nặng. Các bạn nhìn cái đỉnh của trép này coi, cái đỉnh này đó là nó có là một cái hộp, cái khoang để chứa cái trép. Nó cho ra cái tiếng trép rất là độc lập và chi tiết. Và giống như những cái cặp loa như CDM19NT, CDM7NT thì nó cũng để cái trép nằm ở trên đỉnh như thế này. Loa này là được làm hoàn toàn tại England, Made in England nha. Rất là đẹp, phải nói nó làm bo hai bên này cực kỳ sang. Giá con này mình bán cũng chỉ có 7 triệu 200 ngàn thôi nha. 8 ohm 120W Made in England. Các bạn lưu ý nha, ai mà biết về loa center thì không cần mình nói nhiều, nhưng mà ai chưa biết thì mình nói luôn, loa center nó chỉ là một cái thôi và nó sẽ chịu được trách nhiệm cho hệ thống dàn xem phim, karaoke và nghe nhạc. Nó sẽ cho ra cái tiếng trung âm rất là lớn. Bây giờ mình thử test nha. Bên mình có bán USB ổ cứng xếp sạc nhạc chất lượng cao. Một USB là 128 GB, 800 ngàn. Ổ cứng sẽ là 1000 GB, giá 2 triệu đồng. Hiện nay mình đang có về một bộ dây loa mixer monitor 3 này các bạn. Dây này là 1,2 triệu một bộ, mỗi bên 2,5 mét. Có cái cục chống nhiễu rất là lớn. Dây này rất là to, Made in USA nha. Ngày lại ngày tôi hay xa đó tìm kiếm, chỉ có mỗi riêng người. Tiếng nó rất là hay, mặc dù mình đang nghe có mình nó thôi đó. Em hay đi qua, mình cho âm thanh lớn cho chúng nha. Đi ra chờ sẵn lâu rồi, bóng sáng đó tôi hay theo sau. Chiều nay sao bóng bỏ đi rồi, giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đen khóc bên bờ. Những phiến đá trăm năm yêu ai, chờ ai cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng chỉ dô bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Thank you.
mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến khóc bên bờ. Những phiên đá trăm năm yêu anh, chờ anh cho hôm nay trời đất hao mòn. Đến những dấu chân hôm nào em đi, chiều nay dấu đã phai rồi. Cho tôi xin cơn sóng trí sâu bờ, đừng quay ra khơi cho tình phai bờ vờ. Cho tôi xin cơn gió hãy dù hơi, đại dương trong tim tôi đừng khóc. Cho tôi xin em vẫn đứng bên đời, để cho con tim tôi còn mãi chơi vơi. Cho tôi xin em tóc xóa trong chiều, biển xanh muôn đời đẹp mãi. Cái lưới này các bạn xem, cái lưới của nhìn cái em đang ngây thơ gió tóc hương rất là tròn nhiều luôn. Ngày lại ngày tôi hay xa đó tìm kiếm, chỉ có mỗi riêng người. Những dốc đá em hay đi qua thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Phải cố quên người, dù con tim ngu si vẫn muốn nơi nhớ anh. Chẳng là biển xanh trời cao, mắt môi thiên thần, chẳng là tất cả nguyên do của niềm đau.